mỗi ngày. Thịt giò heo kho củ cải, đậm đà khó quên. Mến chào các bạn khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Thịt giò heo á, cắt miếng vừa ăn để mình kho nè, cạnh khoảng 2 cm, chiều dài khoảng chừng từ 4 đến 5 cm nè. Đối với món thịt kho ngày hôm nay á, thì cô đặc biệt là sẽ ướp hoàn toàn với lại nước tương Phú Sĩ. Các bạn sẽ ướp với khoảng 8 muỗng canh nước tương Phú Sĩ, khoảng 1 muỗng canh đường, nửa muỗng canh hạt nêm Ajinon heo, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 ít tiêu xay, 1 muỗng canh tương ớt, khoảng 1 muỗng canh gừng sắc sợi. Các bạn nhớ là chúng ta trộn thật là kỹ và chúng ta ướp khoảng tối thiểu là 20 phút, hoặc là ướp được 30 phút thì càng tốt. Thì cái lượng của chúng ta là khoảng 8 muỗng canh nước tương Phú Sĩ, tương đương với khoảng chừng nửa chén nước tương đó là vừa. Dạ. Ớt sừng này thì các bạn sẽ cắt khúc. Ớt sừng chúng ta sẽ cho thêm vào để tạo nên cái màu sắc đẹp cho món ăn. Hành lá các bạn cũng cắt khúc, tương đương với lại cái chiều dài của ớt sừng. Củ cải trắng tùy theo kích thước của củ cải lớn hay nhỏ thì các bạn có thể cắt làm đôi hoặc là để nguyên củ, sau đó chúng ta cắt hình móng ngựa. Cuối cùng là nguyên liệu bắp non. Nếu mà trái bắp nhỏ như thế này chúng ta có thể để nguyên trái được rồi. Còn nếu mà trường hợp trái bắp lớn quá thì các bạn sẽ cắt đôi theo chiều xéo. Các bạn sẽ cho một ít dầu vào trong chảo. Các bạn sẽ cho hành tỏi vào và chúng ta phi vàng. Bây giờ thì hành tỏi đã thơm rồi thì các bạn sẽ cho thịt vào và chúng ta sẽ đảo đều. Giai đoạn này thì lửa lớn một chút xíu, chúng ta đừng có để lửa nhỏ. Đó, Thanh Phương thấy không, nó bắt đầu nó săn miếng thịt lại nè. Mà rất là thơm nữa. Chúng ta sẽ cho vào tổng cộng là khoảng nửa chén nước. Khi kho thì các bạn nhớ lưu ý là chúng ta sẽ cho nước vào từ từ để cho thịt chín mềm và màu sắc sẽ đẹp hơn. Sau khi cho nước vào rồi, bây giờ các bạn để lửa nhỏ khoảng chừng 5 phút thì thịt chỉ mới vừa chín tới thôi. Chúng ta tiếp tục cho bắp non nấu thật là chín mềm và thấm gia vị thì mới ngon. Và chúng ta cho luôn phần ớt sừng vào. Các bạn nhớ lưu ý là chúng ta sẽ cho củ cải trắng vào ở giai đoạn cuối cùng để cho củ cải trắng chín đều mà không bị mềm. Tiếp tục cho luôn phần củ cải trắng vào. Và bây giờ thì nếu mà nước cạn bớt nhiều quá thì chúng ta sẽ thêm một ít nước vào. Rồi bây giờ thì chúng ta nhỏ lửa để cho thịt cũng như là củ cải trắng và các nguyên liệu chín mềm. Rồi bây giờ nước cạn rồi, Thanh Phương thấy không? Mà cái phần củ cải trắng nó cũng bắt đầu nó trong trong lại. Tất cả các nguyên liệu là bây giờ đã chín rồi. Chúng ta sẽ cho phần hành lá mà chúng ta sắc khúc vào nữa. Đảo đều lên thôi. Những cái món kho mà trong cái nồi đất á, trông hấp dẫn hơn cô ha. Cô rưới thêm một ít nước nữa là hoàn tất luôn. Miếng thịt kho mềm ngon, nóng hổi, củ cải ngọt mát, thấm vị đậm đà. Một món ăn thơm ngon chuẩn bị cho cả nhà cùng thưởng thức.